Chào các bạn đến với podcast Giải cứu bố mẹ ngố. Ở podcast Giải cứu bố mẹ ngố, chúng tôi tập trung giúp đỡ những người đang làm cha mẹ, những người sắp làm cha mẹ và kể cả những bạn trẻ đang chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Trong podcast Giải cứu bố mẹ ngố lần này, chúng tôi sẽ nói về khủng hoảng tuổi lên 2. Khủng hoảng tuổi lên 2 liệu có đáng sợ? Tham gia podcast, chúng tôi mời đến tiến sĩ tâm lý Vũ Thúy Hoàn, người đã có rất nhiều nghiên cứu và chia sẻ về đề tài tâm lý học dành cho trẻ em. Cảm ơn chị Hoàn đã có mặt trong buổi podcast Giải cứu bố mẹ ngố của Rise trợ lý ảo cho cha mẹ ngày hôm nay. Với đề tài của ngày hôm nay thì chúng ta nói nhiều đến khủng hoảng tâm lý ở trẻ. Rất nhiều cha mẹ cũng chia sẻ rằng là khi con bắt đầu lên 2 thì cha mẹ chứng kiến những thay đổi tâm lý từ một đứa trẻ mà đặt đâu ngồi đấy, rất là dễ bảo, sang một cái đứa trẻ bắt đầu thể hiện những cá tính riêng, ví dụ như là những lần ăn vạ này, hay là cáu giận, hay là phản đối. Đó cũng là lý do rất nhiều cha mẹ nói về khủng hoảng tuổi lên 2 hay Terrible 2 với nước ngoài. Vậy thì khủng hoảng tuổi lên 2 như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đó. Theo chị thì khủng hoảng, cái từ khủng hoảng thì mình nên tiếp nhận nó như thế nào ạ? Chúng ta thấy là cái khái niệm khủng hoảng được nhắc đến rất là nhiều lần dưới các góc độ khác nhau. Ví dụ như là khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị, khủng hoảng xã hội. Thế thì cái khái niệm khủng hoảng tâm lý nó không hoàn toàn như vậy. Sự khủng hoảng tâm lý của trẻ được xuất hiện không phải là khi trẻ lên 2 tuổi đâu. Cái khái niệm mà khủng hoảng tâm lý tuổi lên 2 chúng ta cũng cần phải hiểu rõ hơn về nó. Nó không phải là đến 2 tuổi thì xuất hiện rồi sau quá 2 tuổi là hết rồi ạ. Mà nó là một khoảng thời gian được tính theo đơn vị giai đoạn lớn tuổi. Chẳng hạn như là giai đoạn khủng hoảng 2-3 tuổi, 2 đến 3 tuổi, rồi 3 đến 4 tuổi, sau đó thì còn có cả khủng hoảng dậy thì, đúng không ạ? Khủng hoảng tiền mãn kinh chẳng hạn, các cái độ tuổi sau. Trước đây thì người ta chỉ nói là khủng hoảng của mỗi một cá nhân, khủng hoảng tâm lý của mỗi cá nhân được xuất hiện lần đầu tiên khi lên 3 tuổi. Nhưng mà hiện nay cùng với gia tốc phát triển tâm lý thì cái khủng hoảng tâm lý của đứa trẻ nó đã xuất hiện từ khi mà trẻ khoảng là 2 cho đến 3 tuổi. Bởi vì chúng ta biết là hiện nay thì xã hội cũng ngày càng phát triển hơn trước, đúng không ạ? Cho nên là đứa trẻ cũng có những cái đặc điểm về sinh học và phát triển hơn. Mà chúng ta biết là khủng hoảng tâm lý nó cũng là một hiện tượng tâm lý mà. Cho nên là khi mà nó xuất hiện, nó hình thành và phát triển, nó cũng sẽ chịu ảnh hưởng của rất nhiều các yếu tố như là đặc điểm thể chất, rồi đặc điểm môi trường giáo dục, đặc điểm kinh tế xã hội. Thì chính vì thế cho nên được xuất hiện sớm hơn so với trước đây. Đã. Vậy thì đầu tiên nói về biểu hiện trước chị nhé. Biểu hiện của giai đoạn tuổi lên 2 có gì đặc biệt ạ? Biểu hiện khủng hoảng tâm lý của tuổi lên 2 nó có một số những cái biểu hiện cơ bản. Cái thứ nhất là bé thường là gì ạ? Bộc lộ cái cảm xúc một cách dữ dội và thường hay cáu giận, hoặc là thường xuyên là không đồng ý với yêu cầu của bố mẹ, thường nói không, đúng không ạ? Con không đồng ý, đúng không ạ? Hoặc là thích tự làm một mọi thứ nhưng mà theo cái cách riêng của mình con, hoặc là khó kiểm soát cảm xúc. Các con thường là gì ạ? Dễ dàng là cáu giận, rồi ném quăng đồ đạc, rồi biếng ăn. Thì đấy là một số các cái biểu hiện cơ bản của khủng hoảng tâm lý tuổi lên 2, trong giai đoạn từ 2 đến 3 tuổi đấy. Chúng ta tìm hiểu về những biểu hiện rồi, thế thì bây giờ như là cách tiếp theo, giống như là với tất cả các bác sĩ tâm lý thì chúng ta sẽ nói tiếp về lý do tại sao. Thế thì cái căn nguyên tại đâu mà có cái sự khủng hoảng tâm lý ở cái trẻ trong giai đoạn mà tuổi từ 2 đến 3 tuổi? Về cái nguyên nhân thì có rất là nhiều. Trước tiên là chúng ta thấy là đến độ tuổi này thì ở trẻ có một sự phát triển thể chất hơn hẳn so với độ tuổi trước. Đến lúc này thì đa số trẻ cũng đã biết nói, vận động thô, vận động tinh của con cũng đã phát triển hơn trước rất là nhiều. Trẻ đã có thể biết đi, biết sử dụng đôi bàn tay của mình để tự làm một số việc và tự là gì ạ, phục vụ chính bản thân mình trong một số cái tình huống đơn giản chứ không hoàn toàn phụ thuộc lên người lớn nữa. Thứ hai nữa là về sự phát triển nhận thức thì chúng ta thấy là các cái chức năng tâm lý cũng đã có những cái bước phát triển rất là rõ rệt. Ví dụ như là sự phát triển về trí nhớ, về tư duy, tưởng tượng. Nhờ cái sự phát triển của trí nhớ cho nên là cái phản ứng của đứa trẻ nó không chỉ phụ thuộc vào cái kích thích đang trực tiếp tác động đâu ạ, mà nó còn phụ thuộc vào cái kinh nghiệm mà trẻ đã có từ trước. Ví dụ như là bạn có một cái điện thoại ở đây, đúng không ạ? Bạn để trước mặt trẻ thì vì lần trước trẻ nghịch cái điện thoại và bị mẹ cấm không được nghịch nữa, cho nên lần này khi nhìn thấy cái điện thoại thì nó sẽ có ánh mắt dò xét hơn. Vì nó nhớ lần trước mẹ đã cấm mà, cho nên là nó sẽ nghịch với một cái thái độ là gì ạ? Phải cẩn thận hơn, không sợ mẹ biết. Tức là gì ạ?
trí nhớ của trẻ cũng đã rất là phát triển, và cái việc mà phản ứng với cái đang kích thích này nó cũng sẽ tùy thuộc vào cái kinh nghiệm đã có của từng đứa trẻ. Cho nên là một kích thích thì nó cũng thể là cách diễn ra nhưng mà gì ạ, với nhiều cách phản ứng khác nhau ở mỗi một đứa trẻ, tức là nó đã có cái nét tính cách riêng trong cái hành vi của mình rồi. Cái thứ ba nữa là về sự phát triển tâm lý xã hội thì cũng đã có cái sự xuất hiện tự ý thức. Đây là một cái yếu tố để tạo nên cái nhân cách của trẻ sau này. Chính vì cái sự xuất hiện tự ý thức cho nên là trẻ bắt đầu là gì ạ? Tách mình ra khỏi mẹ và hiểu rằng là mình là một con người riêng biệt. Nó hiểu rằng là nó có một cái tên riêng, nó có một cơ thể riêng. Thế cho nên là điều đầu tiên là chúng ta thấy là trẻ rất thích xưng tên trong quá trình giao tiếp. Ví dụ như là trẻ tên là Leo chẳng hạn, thì khi mà giao tiếp với mẹ thì thường là sẽ không xưng là mẹ ơi bé con, mà có thể nói là gì ạ, mẹ ơi bé Leo, đúng không ạ, đây là bố Leo này. Đấy, và khi mà con bắt đầu phải có sự phát triển về nhận thức thì con bắt đầu là gì ạ, sử dụng cái tên của mình để giao tiếp. Ví dụ như là trẻ khoe với bạn, đây là bố của Leo, đây là mẹ của Leo, đúng không ạ, thế rồi là đây là Leo đấy, ví dụ là như vậy. Thì đây cũng là những cái nguyên nhân cơ bản để chúng ta thấy là trẻ bắt đầu là có những cái nguyện vọng độc lập. Và đến lúc này thì chúng ta thấy là có vẻ như trẻ không ngoan như trước nữa, không đặt đông ngồi đấy, cho gì chơi nấy nữa, đúng không ạ? Mà bắt đầu là trẻ có những cái đòi hỏi, bởi vì trẻ ngỡ là mình như vậy là mình lớn rồi, mình biết nói, biết đi, biết tự làm một số việc mà. Cho nên là gì ạ? Trẻ có vẻ như là gì ạ? Bướng bỉnh hơn, khó bảo hơn, và trong một số tình huống là thường là gì ạ? Cái thái độ là gì ạ? Ngược với cái mong muốn của người lớn. Thế và thích làm, tự làm một số việc, ví dụ như tự xúc cơm ăn, tự mặc quần áo, tự đi tất, tự cất đồ. Ví dụ như là gì ạ? Con đang ăn cơm mà thấy mẹ là gì ạ? Muốn ngồi xuống để xúc nhanh mà. Thế thì là con bắt đầu là gì ạ? Đi ra, đúng không ạ? Leo tự xúc ăn cơ. Ví dụ như thế, nhưng mặc dù là con làm nhưng nó chưa được thành thục. Cơm thì có thể là gì ạ? Xúc vào miệng thì một phần ra ngoài 3-4 phần, nhưng mà con rất thích cái việc đó. Thế cho nên là có vẻ như là con không còn ngoan như trước nữa, nếu bố mẹ thường cảm nhận là như vậy. Dạ vậy, khủng hoảng tuổi lên 2 thực chất là biểu hiện của một quá trình trưởng thành. Khi mà trẻ bắt đầu định hình cái tôi rõ nét hơn, khi trẻ bắt đầu học những kỹ năng mới. Nhưng mà chúng ta cần nhớ là đấy đều là những cái sự bắt đầu, sự khởi đầu vậy thôi. Nên là đối với cha mẹ thì một là sẽ cần kiên nhẫn, và hai là mình tìm hiểu cái rõ nét hơn. Thì khi mà Ray trợ lý ảo cha mẹ có tìm hiểu một số cái nhận định của các cha mẹ liên quan đến khủng hoảng tuổi lên 2 thì gặp một số cái đánh giá như thế này, thì em sẽ nhờ chị củng cố lại xem là những cái đánh giá như thế mình nên hiểu đúng hay là mình nên hiểu lại khác đi. Thứ nhất là khủng hoảng tuổi lên 2 chỉ xảy ra với một số trẻ. Trước tiên thì chúng ta phải thấy rằng là cái khủng hoảng tuổi lên 2 nó là một cái hiện tượng tất yếu. Nó là một cái biểu hiện cho thấy sự phát triển của trẻ. Thế cho nên là nó sẽ diễn ra ở tất cả các trẻ chứ không phải là chỉ một trẻ nào đó. Đấy là một cái nhận thức mà chúng ta cần phải điều chỉnh lại. Có một cái nhận định nữa là bọn trẻ con nó giống nhau hết mà. Thế nên là khi mà khủng hoảng ở trẻ lên 2 thì biểu hiện và mức độ là giống nhau. Đây cũng là một cái quan điểm cũng chưa hoàn toàn chính xác, bởi chúng ta thấy là cái khủng hoảng của tuổi lên 2 này nó là một hiện tượng tâm lý. Thế thì đã là một hiện tượng tâm lý thì nó sẽ là gì ạ? Không có sẵn. Khi sinh ra thì chúng ta thấy là gì ạ? Tâm lý của đứa trẻ chưa có sẵn, và trong quá trình mà phát triển thì cái tâm lý của con người nó chịu ảnh hưởng rất là nhiều yếu tố. Từ yếu tố môi trường bên ngoài, rồi yếu tố môi trường gia đình, rồi yếu tố giáo dục, rồi yếu tố đặc điểm sinh học của đứa trẻ nữa. Nhưng mà chúng ta lại thấy là khi mỗi một đứa trẻ sinh ra thì nó nhận cái sự ảnh hưởng của các yếu tố đấy là hoàn toàn không bao giờ giống nhau cả. Ví dụ như là hai em bé cùng sinh ra, sinh đôi cùng trứng đấy. Thế thì vậy thì cái hiện tượng khủng hoảng tâm lý thì nó có giống nhau ở khi mà đứa trẻ có phát triển hay không? Thì khẳng định luôn là nó sẽ không hoàn toàn giống nhau đâu ạ. Bởi vì là mặc dù là cùng bố mẹ sinh ra, cùng môi trường gia đình, cùng có đặc điểm sinh học là sinh đôi cùng trứng đấy, thế nhưng mà khi sinh ra thì chắc chắn là sẽ phải có một bé là anh, một bé là em, và chính cái vị trí, cái địa vị của đứa trẻ trong môi trường đó cũng sẽ là gì ạ? Tạo nên những cái nét tính cách riêng của từng đứa trẻ khi mới sinh ra. Ví dụ như là anh thì phải như thế nào, thế rồi là em thì chúng mình phải như thế nào. Thế và trong quá trình sống như thế, với cách giáo dục, với cái vị trí vai trò của mình trong môi trường như vậy thì dần dần tạo nên các cái đặc điểm tính cách
ở hai em bé đó là hoàn toàn không giống nhau. Và cái khủng hoảng tâm lý nó cũng sẽ là gì ạ? Không giống nhau thôi. Các cha mẹ trải nghiệm những biểu hiện của khủng hoảng tâm lý tuổi lên 2 thường hay an ủi nhau là thôi không sao đâu, khi nào mà con qua 2 tuổi sẽ hết. Trên thực tế thì chúng ta thấy là bố mẹ cũng thường nghĩ là như vậy. Tức là đến 2 tuổi thì con có biểu hiện khủng hoảng thì chắc là qua 2 tuổi đã hết thôi, đúng không ạ? Thế thì trước tiên là chúng ta cũng phải hiểu rằng là cái việc khủng hoảng thì nó diễn ra trong một quá trình. Có thể là nó sẽ khoảng là từ 2 cho đến 3 tuổi. Nhưng cũng có thể là nó chỉ khoảng vài tháng thôi. Cái này nó cũng sẽ tùy thuộc vào cái môi trường giáo dục mà đứa trẻ nhận được. Do cái môi trường giáo dục mà trẻ nhận được có thể là cái khủng hoảng nó sẽ co ngắn lại. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn, con sẽ vượt qua một cách là gì ạ, thuận lợi. Nhưng cũng có thể là gì ạ, nó sẽ bị trầm trọng hơn và kéo dài hơn nếu như là các cái tác động từ bên ngoài nó không phù hợp. Cái nhận thức của bố mẹ về cái hiện tượng này của con nó không được phù hợp và không có cái sự là gì ạ, hỗ trợ con, thì nó sẽ là gì ạ, trở thành một cái thời điểm mà dẫn tới những cái hậu quả về mặt phát triển tâm lý của trẻ sau này. Sang cái giai đoạn khủng hoảng từ lên 2 thì cũng nhiều cha mẹ hay giải thích là con khủng hoảng, con khó chịu, con cáu gắt, con hò hét là vì con đang chưa có nhiều ngôn ngữ để biểu đạt. Thế thì có phải là đến khi mà trẻ biết nói nhiều hơn thì sẽ bớt những cái hành vi này hay không ạ? Thực ra thì cũng không hoàn toàn chính xác. Việc mà trẻ biết nói cũng sẽ hỗ trợ cho con trong cái việc để thể hiện các cái nhu cầu của bản thân. Tuy nhiên thì chúng ta phải hiểu là cái bản chất dẫn tới cái khủng hoảng của tuổi lên 2 này ấy, nó không hoàn toàn xuất phát từ việc là khi đó là cái ngôn ngữ của con chưa phát triển, mà nó xuất phát từ cái việc là con cảm thấy là mình đã là gì ạ, là một người thực sự, một người độc lập, một người lớn. Con có một số các cái nhu cầu tự thỏa mãn được, con đã biết nói, con đã biết đi, cho nên là con có một cái nhu cầu là được độc lập. Con có một cái nhu cầu được độc lập, nhưng mà khả năng của con thì chưa tự thỏa mãn được cái nhu cầu đó, cho nên là dẫn tới cái khủng hoảng, chứ không phải hoàn toàn do nguyên nhân là con chưa có cái khả năng sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt những cái nhu cầu của mình đâu ạ. Thế cho nên đây cũng là một cái ý kiến cũng chưa được hoàn toàn chính xác. Cảm ơn chị Hoàn, như vừa rồi chúng ta có một số giải đáp cho một số thắc mắc hay là những cái hiểu nhầm thường gặp trong cộng đồng làm cha mẹ khi có con có những biểu hiện khủng hoảng giai đoạn tuổi lên 2. Vậy thì đối với các cha mẹ này thì cách xử lý khủng hoảng tuổi lên 2 như thế nào ạ? Chị có những lời khuyên nào dành cho cha mẹ ạ? Cái trước hết thì chúng mình cần phải duy trì cái thời gian biểu ăn ngủ cho các con để hạn chế các hành vi mà không mong muốn khi trẻ còn đang bị đói hoặc là bị mệt. Như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến thể chất của các con rất là lớn. Cái thứ hai là cha mẹ phải luôn giữ bình tĩnh trong các tình huống mà con đang có cái biểu hiện khủng hoảng. Cái thứ ba là chúng mình nên đặt ra cái giới hạn và kiên định với cái giới hạn mà chúng mình đã đặt ra được cho con. Cái thứ ba là thứ tư là chúng mình là nên là gì ạ? Sử dụng cái cách đánh lạc hướng. Đây là một cái cách rất là hiệu quả và dễ sử dụng để giúp con có thể là chuyển cái trạng thái cảm xúc của mình sang một cái dạng khác nó phù hợp hơn. Và tiếp theo là chúng mình có thể cho trẻ quyết định các cái giới hạn của mình, cho trẻ hiểu được các cái giới hạn mà con có thể là gì ạ, để thực hiện được. Lúc nãy chị có nhắc đến là đối với tất cả những trẻ thì ở cái giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 2 thì các bạn sẽ đều gặp, mặc dù là những cái biểu hiện rất là khác nhau. Có thể là có những trẻ có biểu hiện mạnh mẽ hơn, có những trẻ có những biểu hiện làm cho cha mẹ phiền lòng hơn, có những trẻ thì sẽ làm cho cha mẹ lại tưởng rằng là không, con mình không như vậy. Thì lời khuyên mà cho các cha mẹ có thể chuẩn bị hành trang tốt hơn cho giai đoạn này, đặc biệt là em nghĩ là với những cha mẹ mà đang trải qua hoặc những cha mẹ mà sắp trải qua, em nghĩ sẽ rất là quan tâm ạ. Cảm ơn bạn. Theo mình thì thứ nhất, bố mẹ cần phải nhận thức được rằng cái hiện tượng khủng hoảng của tuổi này là tất yếu. Nhưng mà cái mức độ khủng hoảng và biểu hiện thì là không giống nhau ở từng trẻ. Có khi là sinh cùng ngày cùng tháng, có khi cùng bố mẹ sinh ra, như là mình đã nói, thì cái tâm lý của con, cái biểu hiện khủng hoảng tâm lý cũng là không giống nhau. Chính vì vậy cho nên là chúng mình cần phải có cái cách thức làm sao mà là gì phù hợp để có thể là tác động với con, để nâng đỡ con, để giúp con có được cái sự phát triển cũng như là vượt qua cái khủng hoảng một cách tốt nhất. Cái thứ hai nữa là cha mẹ cũng cần nhận thức rõ được cái bản chất của khủng hoảng tâm lý của trẻ lên 2 cũng như là trẻ lên 3 ở độ tuổi sau ấy, là biểu hiện của sự phát triển đấy ạ. Cái khủng hoảng tâm lý này nó là biểu hiện của sự phát triển, chứ nó không phải giống như là khủng hoảng kinh tế hay khủng hoảng chính trị xã hội ở một cái thời điểm nào đó có thể là có những cái bất ổn, đúng không ạ? Tất nhiên đối với trẻ đây là một cái biểu hiện
của sự phát triển. Chính vì thế cho nên là chúng ta là không nên là dễ quá lo lắng bực bội, mà chúng ta nên đón nhận nó với một cái tâm thế vui vẻ và chấp nhận cái sự là gì ạ, bất ổn tạm thời đó của con. Cái thứ ba nữa là người lớn cần tạo cho trẻ một cái môi trường thuận lợi để trẻ có thể là thể hiện cái nguyện vọng đó, và tôn trọng cái tính độc lập của trẻ để giúp trẻ có được cái cách để thể hiện cái nguyện vọng độc lập một cách vừa sức vừa đúng mực và kịp thời nhận thấy được những khả năng mới có của con, cũng như là những cái quan hệ mới và với người lớn của trẻ để trẻ tự thực hiện những cái khả năng của mình và đưa ra được các cái phương pháp giáo dục phù hợp để hướng dẫn con. Ví dụ như là thông qua hoạt động thủ công chẳng hạn, sẽ giúp cho con phát triển các cái vận động tinh, tức là cái vận động của các nhóm cơ nhỏ, đúng không ạ, bằng tay, để từ đó thì các con cũng sẽ là gì ạ, có được cái kỹ năng tự phục vụ tốt hơn. Và như vậy thì khi mà con thỏa mãn cái nhu cầu là độc lập của mình rồi thì cái nguyện vọng độc lập, xin lỗi, là cái khủng hoảng của con cũng sẽ được giảm nhẹ, cái việc mà con làm không thành công cũng sẽ giảm dần đi. Đấy cũng là một số cách để giúp cha mẹ có thể là gì ạ, cho con một cái môi trường nó phù hợp nhất để giúp con là trải qua cái giai đoạn này. Cảm ơn bạn. Cảm ơn phần chia sẻ của chị. Nghĩ rằng là hy vọng rằng những cha mẹ hay là những người mà sắp làm cha mẹ qua số podcast này thì có thể hiểu đúng hơn về khủng hoảng tuổi lên 2, qua đó hiểu rằng là tuổi lên 2 là cái giai đoạn bắt đầu của rất nhiều thứ mới đối với con, giai đoạn bắt đầu để con học những kỹ năng mới, giai đoạn bắt đầu để con thể hiện cái tôi, thể hiện sự trưởng thành dần dần của mình. Và đặc biệt nữa là các cha mẹ thì cần tự tin hơn. Em nghĩ rằng là ngày hôm nay thì sẽ có một số cái kiến thức mới cho cha mẹ, và cha mẹ có thể bình tĩnh hơn, và qua cái những cái nền tảng này cha mẹ có thể học thêm, tìm hiểu thêm để đưa ra những cái phương án, những phương pháp phù hợp cho từng nhóm trẻ. Rất cảm ơn chị đã nhận lời của Ray trợ lý ở cha mẹ để tham gia podcast để cứu bố mẹ ngố ngày hôm nay. Hy vọng qua chia sẻ của tiến sĩ Vũ Thúy Hoàn về đề tài khủng hoảng tâm lý tuổi lên 2 sẽ giúp cho nhiều cha mẹ có hành trang tốt hơn. Hãy bình tĩnh, hãy kiên nhẫn với chính mình. Và đặc biệt các bạn có Ray trợ lý ảo cho cha mẹ đồng hành trong hành trình chơi cùng con lớn lên. Hẹn gặp lại các bạn ở số podcast sau.